Xin chào các học sinh thân mến. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em soạn bài Lễ Ghét Thương, trích truyện Lục Vân Tiên của Nguyễn Đình Chiểu. Bên dưới phần mô tả, thầy có để link để xem và tải các đề bài liên quan đến tác phẩm này. Trên video, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời 3 câu hỏi trong phần sách giáo khoa và câu hỏi trong phần luyện tập. Sau đây là câu hỏi 1. Anh chị hãy đọc các chú thích, tìm điểm chung giữa các đời vua mà ông quán ghét và những con người mà ông quán thương. Từ đó hãy nhận xét về cơ sở của lễ ghét thương theo quan điểm đạo đức của Nguyễn Đình Chiểu. Trả lời: ông quán ghét những nhân vật nổi tiếng tàn ác, kiệt trụ mê dâm, u lệ đa đoan, ngũ bá phân vân, thúc quý phân băng. Đó là những kẻ đã bày ra chuyện tầm vào. Điểm chung, chúng đều là những kẻ thì ăn chơi sa đọa, say sưa tranh giành quyền lực, đàn áp bóc lột nhân dân, để nhân dân vào cuộc sống vô cùng khổ cực. Ông quán ghét những kẻ làm nhân dân phải chịu khổ cực. Ông quán ghét do ông có lòng thương dân, vì dân. Ghét những kẻ hại dân, làm cho nhân dân chịu lầm than nhọc nhằn. Đối tượng thương là những bậc hiền tài, một lòng giúp đời giúp dân. Đó là Khổng Tử, Nhan Tử, Gia Cát, Đồng Tử, Đào Tiềm, Hàn Dũ, Liêm Lạc. Điểm chung, họ đều là những con người nổi tiếng về tài và đức, song lại gặp chuyện không may mắn. Họ đều là những người có nhân cách cao cả, đều hết lòng thương yêu dân chúng, sống trọn đạo bề tôi, giữ vững phẩm chất của nhà nho. Đối tượng thương đều là những người tài đức vẹn toàn. Thái độ thương ở đây bao gồm cả sự cảm thông, trân trọng, kính phục của tác giả và cũng là sự tự thương mình của ông Đồ Triều. Câu hỏi 2. Anh chị có nhận xét gì về cách dùng phép đối và phép điệp ở cặp từ ghét, thương trong đoạn thơ này? Tìm hiểu giá trị nghệ thuật của biện pháp tu từ. Trả lời: cặp từ đối nghĩa ghét thương trong đoạn trích được sử dụng rất đặc sắc và mang lại hiệu quả nghệ thuật cao. Từ ghét và thương đều được lặp lại 12 lần sóng đôi, đăng đối khá linh hoạt uyển chuyển. Phép lặp cũng như sự vận dụng linh hoạt hai từ ghét thương đã giúp biểu hiện nổi bật và tách bạch rõ ràng hai tình cảm trong tâm hồn tác giả. Trong trái tim tác giả, ghét và thương rành rọt rõ ràng, đều sâu nặng, không nhạt nhòa chung chung. Việc lặp lại hai từ này cũng làm tăng cường độ của cảm xúc, yêu thương và căm ghét đều đạt đến độ tột cùng, đều hết sức nồng nhiệt. Câu hỏi 3. Dựa vào cảm xúc của tác giả, hãy giải thích câu thơ ở phần đầu đoạn trích: vì trưng hay ghét cũng là hay thương. Trả lời: vì trưng hay ghét cũng là hay thương. Câu thơ trên nằm trong đoạn trích Lễ Ghét Thương của Nguyễn Đình Chiểu. Câu thơ gói trọn tâm tư, tư tưởng của nhà thơ. Yêu và ghét là hai phạm trù tình cảm gắn bó song song trong tâm hồn nhà thơ. Nhà thơ càng thương xót nhân dân phải chịu lầm than khổ cực, thương những con người tài đức mà bị vùi dập và mai một tài năng, thì nhà thơ lại càng căm ghét sâu nặng những kẻ làm hại dân, hại đời, đẩy con người vào những cảnh ngộ éo le, oan nghiệt. Trong trái tim yêu thương mênh mông của nhà thơ, hai tình cảm yêu ghét cứ đan cài nối tiếp hòa nhịp cùng nhịp đập với cuộc đời, với nhân dân. Bởi vì trưng hay ghét cũng là hay thương. Đó chính là đỉnh cao tư tưởng và tình cảm của Nguyễn Đình Chiểu. Hết phần trả lời câu hỏi. Sau đây, thầy sẽ hướng dẫn các em trả lời câu hỏi trong phần luyện tập. Câu hỏi: theo anh chị, câu thơ nào trong đoạn trích có thể thâu tóm toàn bộ ý nghĩa tư tưởng và tình cảm của cả đoạn? Hãy viết đoạn văn trình bày cảm nhận của mình về câu thơ đó. Trả lời: theo em, câu thơ thâu tóm toàn bộ ý nghĩa tư tưởng và tình cảm của cả đoạn trích là câu vì trưng hay ghét cũng là hay thương. Sau đây là đoạn văn tham khảo về câu thơ này. Tác giả đã đặt hai trạng thái tình cảm, cảm xúc hoàn toàn trái ngược trong một câu thơ, giúp con người ta có thể nhìn nhận rõ hơn về lẽ yêu, lẽ ghét của ông quán. Chứng kiến cảnh tượng dân lầm than đói khổ, trong khi vua chúa quan lại ăn chơi trác táng, xa hoa lãng phí, thì phàm là những người yêu nước thương dân, không ai có thể ngồi yên được. Càng thương dân bao nhiêu, thì nỗi căm ghét với xã hội và tầng lớp quan lại quý tộc bấy nhiêu. Cũng như thế, những con người đức hạnh, thương dân càng được nể trọng, yêu quý bao nhiêu, thì những kẻ tầm phào, rốt nát, sĩ diện lại càng bị ghét bỏ, ruồng rẫy bấy nhiêu. Trái tim con người có những cung bậc cảm xúc rất đa dạng
phức tạp. Cho nên hai tình cảm yêu ghét cứ đan cài nối tiếp nhau hoặc cùng nhịp đập với cuộc đời, với nhân dân. Bởi vì trưng hay ghét cũng là hay thương. Đó chính là đỉnh cao tư tưởng và tình cảm của Nguyễn Đình Chiểu. Hết phần soạn bài. Cảm ơn các em và các khán thính giả đã cùng lắng nghe. Thank you.